Cú lội ngược dòng ngoạn mục của Hoàng Oanh sau 2 năm nói lời chia tay Huỳnh Anh. Đã 2 năm tính từ thời điểm Hoàng Anh nói lời chia tay với tình trẻ Huỳnh Anh, trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ, hậu đường ai nấy đi, Huỳnh Anh có tình mới, trong khi đó Hoàng Oanh cũng sớm lột xác. Từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz, Hoàng Oanh, Huỳnh Anh khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối khi công khai chia tay vào tháng 6 2017. Sau 2 năm, cả hai đều có tình mới, nhưng nếu Huỳnh Anh ngập ngụa trong thị phi thì Hoàng Oanh lại như đóa hoa ngày càng tỏa sắc hương rực rỡ hậu chia tay nhiều ồn ào. Lý do được á hậu đưa ra, chúng tôi không làm điều gì sai trái quá đáng với người kia, mà đây là một quá trình, ngay từ đầu ai cũng biết tính cách hai người hoàn toàn khác biệt nhau. Tôi rất trầm, hơi khó tính, nhiều nguyên tắc, còn Huỳnh Anh lại năng động, ngẫu hứng và có một chút nổi loạn. Trong khi đó, Huỳnh Anh lại phản pháo, tôi là đàn ông, tôi muốn cầm trịch cuộc đời mình, tôi không bao giờ muốn một người phụ nữ thích bỏ đi thì bỏ, thích quay lại thì quay lại. Dẫu sao thì cả hai đều từng là quãng thanh xuân tươi đẹp nhất của nhau, dù nhiều ồn ào hậu chia tay. Huỳnh Anh chóng vánh có tình mới chỉ sau một năm nói lời chia tay bạn gái cũ. Trong khi Hoàng Oanh lại dành hết thời gian tâm huyết cho công việc, những chuyến đi cùng bạn bè để lấy lại cân bằng. Và nếu Huỳnh Anh ngập ngụa trong thị phi thì Hoàng Oanh lại có khoảng thời gian phất lên như diều gặp gió sau khi tan vỡ tình yêu. Huỳnh Anh nhanh chóng có bạn gái mới sau một năm chia tay Hoàng Oanh. Nam diễn viên không ngại khoe ảnh tình tứ với bạn gái lên mạng xã hội. Trong khi đó, về phía Hoàng Oanh, chỉ vài tháng sau khi công bố chuyện chia tay, ai cũng thấy á hậu lột xác. Không chỉ đắc show sự kiện làm MC cho nhiều event chương trình truyền hình, Hoàng Oanh tạo sáng với vai diễn Dung Đại Ca, trưởng nhóm Ngựa Hoang trong bộ phim Làm Lại Tháng Năm Rực Rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Hoàng Oanh có vai diễn để đời đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Chính vai diễn đó đã đưa tên tuổi Hoàng Oanh thoát khỏi vũng an toàn bấy lâu nay, xóa luôn hình tượng nhàn nhạt vốn được gắn với Hoàng Oanh như một định mệnh. Hoàng Oanh ở trong những năm tháng rực rỡ nhất với một tương lai tươi sáng, nhan sắc ngày càng thăng hạng của nàng á hậu cũng khiến dân tình trầm trồ không ngớt. Không vội vàng có tình mới, đến tận Valentine vừa qua, Hoàng Oanh mới lần đầu công khai hẹn hò trai tay. Á hậu đăng tải bức ảnh tình tứ cùng bạn trai lên trang cá nhân kèm theo dòng chia sẻ. Mang ý nghĩa hãy tận hưởng phút giây ta đang có. Chuyện tình cảm ít được biết của nàng á hậu chia sẻ, nhưng về công việc cô khá thoải mái. Trên trang cá nhân của nữ diễn viên Kim MC nổi tiếng là đầy ắp những kế hoạch mới mẻ mà cô được thử sức. Hoàng Oanh còn rất đắc show dự sự kiện giải trí, phong cách thời trang của người đẹp cũng được khen ngợi ngày càng lên tay. Những chia sẻ đầy tinh thần lạc quan được Hoàng Oanh gửi gắm thông qua trang cá nhân, đủ để thấy được trái tim cô đã lành lặn sau vết thương từ chuyện tình đổ vỡ 2 năm trước. Mối tình 3 năm đẹp như cổ tích của cặp đôi Hoàng Oanh, Huỳnh Anh đi đến kết thúc trong sự nuối tiếc của người hâm mộ, nhưng Âu cũng là một cái kết đúng đắn dành cho hai con người khác biệt trong suy nghĩ, tính cách. 2 năm sau khi công khai chuyện chia tay, cả Huỳnh Anh và Hoàng Oanh đều có nhiều thay đổi. Đều có tình mới và dường như đã không còn lấn cứng chuyện năm xưa. Dẫu vậy, nếu so với Huỳnh Anh thường xuyên vướng các thị phi, thì Hoàng Oanh lại có sự nghiệp thăng hoa hơn bao giờ hết sau khi nói lời tạm biệt mối tình tươi đẹp. Những lần bóng đá và nhan sắc Việt đánh bại Thái Lan trên chấn sân nhà của họ. Không chỉ bóng đá mà cả nhan sắc Việt cũng nhiều lần đánh bại Thái Lan ngay trên chính sân khách, khiến người hâm mộ vô cùng tự hào. Không chỉ đội tuyển Việt Nam mà nhiều nhan sắc Việt cũng ghi tên mình vô cùng vẻ vang trên đất nước chuông vàng. Tối 5 tháng 6, hàng nghìn người hâm mộ bóng đá đã không kìm được cảm xúc khi tiền đạo số 11 Anh Đức đánh đầu ở cự ly gần, khiến thủ môn của đội tuyển Thái Lan lóng ngóng đẩy bóng vào lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của cổ động viên chủ nhà. Như vậy, một lần nữa đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan, chính thức giành tấm vé tranh đấu ở vòng chung kết King Cup 2019. Không chỉ khán giả yêu mến bóng đá Việt Nam cảm thấy tự hào khi chiến thắng đội Thái Lan, mà khán giả yêu sắc đẹp cũng rất nhiều lần nở mặt khi các nhan sắc Việt bỏ xa các người đẹp xứ sở chùa vàng trên đấu trường nhan sắc. Hanye lọt top 5 Miss Universe. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ, sáng 17 tháng 12, Hanye tỏa sáng huy hoàng trong chung kết Miss Universe Hoa hậu Hoàng Vũ 2018 khi xuất sắc lọt vào top 5 người đẹp nhất. Với kết quả này, người đẹp ED đã giúp Việt Nam xác lập kỳ tích tại đấu trường sắc đẹp, được mệnh danh khốc liệt nhất hành tinh. Điều đáng nói là người đẹp chủ nhà Thái Lan chỉ đi tới top 10 của Miss Universe 2018. Hương Giang đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Khi nhắc đến Thái Lan, những khán giả yêu mến các cuộc thi sắc đẹp vẫn không thể quên được đêm chung kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 diễn ra tối 9 tháng 3 tại Pattaya, Thái Lan. Đại diện Việt Nam Nguyễn Hương Giang xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để đăng quang trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trong và ngoài nước.
Không những vậy, Hương Giang cũng giành hai giải phụ, người đẹp tài năng và clip tự giới thiệu bản thân được yêu thích nhất. Trong khi đó, đại diện Thái Lan cũng xếp sau Việt Nam với danh hiệu Á hậu hai chung cuộc. Ngọc Tình cũng là đại diện Việt Nam giành ngôi vị Nam Vương tại cuộc thi trên đất Thái Lan. Có thể nói Thái Lan là nơi thiên thời địa lợi nhân hòa, không chỉ nhan sắc Việt Nam mà cho cả đội bóng đá của Việt Nam, đúng nghĩa là miền đất hứa. Nhiều đại diện Việt Nam từng đoạt danh hiệu Nam Vương, Hoa hậu, Á hậu quốc tế khi thi đấu tại vương quốc này. Trong năm 2019, Miss World sẽ đăng cai tại Thái Lan và đây sẽ là nơi mà chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một kết quả tốt đẹp cho đại diện Việt Nam. Nhã Phương chỉ thoải mái làm điều này sau khi trở thành vợ Trường Giang. Khi yêu, Nhã Phương rất hạn chế thể hiện tình cảm với Trường Giang ở chốn đông người. Thế nhưng, sau khi trở thành vợ, cô đã thay đổi. Sau rất nhiều sóng gió, cuối tháng 9, 2018, Nhã Phương Trường Giang chính thức về chung một nhà với đám cưới được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù mối quan hệ này ít nhiều gây tranh cãi, nên khi Ninh Duyên vợ chồng, sau tất cả cặp đôi chứng minh được sự hạnh phúc bằng cuộc sống êm ả, không còn vướng ồn ào. Từ lúc mới âm thầm hẹn hò cho đến khi công khai mối quan hệ tình cảm, Trường Giang nổi tiếng là người ân cần, luôn chăm sóc Nhã Phương mọi lúc mọi nơi. Những lúc đi làm chung, anh luôn chủ động chuẩn bị đồ ăn để phục vụ diễn viên tuổi thanh xuân trong hậu trường. Mặc Nhã Phương là người rất sợ tăng cân, Trường Giang thích tự tay đút cho người bạn đời ăn và kèm theo những lời động viên hài hước. Ngay cả trong những buổi tiệc của người thân ruột thịt, nam danh hài vẫn không ngại thể hiện hành động quen thuộc này cho Nhã Phương, thói quen đút cho Nhã Phương ăn. Cũng từng bị một bộ phận khán giả nghi ngờ Trường Giang làm màu để gây chú ý. Nhưng thực tế, trong một số hình ảnh clip quay lén, nam nghệ sĩ xứ Quảng vẫn thể hiện mình là người rất chiều chuộng quan tâm hết mình. Với cô diễn viên kém 7 tuổi, về phần Nhã Phương, có thể thấy cô không phải là người thích bộc lộ cảm xúc, hành động lãng mạn khi yêu. Mặc cho sự nhiệt tình của Trường Giang, diễn viên sinh năm 1990 chỉ muốn thể hiện chuyện tình cảm theo hướng nhẹ nhàng nhất. Suốt thời gian dài tìm hiểu, Nhã Phương hiếm khi nào công khai chăm sóc Trường Giang trước đám đông. Chỉ một clip ghi một buổi đi ăn đời thường, công chúng mới thấy lần hiếm hoi cô đút cho Trường Giang ăn. Song có thể thấy sự thay đổi rõ rệt hơn khi cả hai về chung một nhà. Ở một sự kiện diễn ra cuối tháng 5, Nhã Phương đã không còn ái ngại khi tự tay đi lấy đồ ăn và đút cho Trường Giang trong lúc chương trình chưa diễn ra. Từ một cô gái rụt rè trong các cuộc phỏng vấn, khi được nhắc đến Trường Giang, Nhã Phương còn mạnh dạn khoe mình ngày càng hư khi từ ngày làm vợ luôn được ông xã nấu cho ăn trong những lúc cả hai ở nhà không vướng bận công việc. Quách Ngọc Ngoan, người đàn ông cực phụ với vợ cũ nhưng sẵn sàng liều chết bảo vệ tình gia. Quách Ngọc Ngoan có cách ứng xử trái ngược với hai người phụ nữ trong đời, người được anh bảo vệ như vật báu, kẻ là phải chịu ái tình buồn đau. Quách Ngọc Ngoan là diễn viên tài năng của làng điện ảnh, anh được khán giả biết đến khi tham gia những bộ phim Long Thành Giả Cầm Ca, Khát Vọng Thăng Long, Cuộc Chiến Hoa Hồng, Kính Thư Ô Xin, Hiệp Sĩ Mù. Năm 2011, Quách Ngọc Ngoan cùng ca sĩ Ngọc Anh tham gia chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo. Tuy không giành được giải cao, nhưng cặp song Ngọc từng để lại khá nhiều ấn tượng cho khán giả truyền hình. Thành công trong sự nghiệp nhưng đời tư của Quách Ngọc Ngoan lại gặp nhiều sóng gió, đặc biệt là tình trường không mấy êm ả, đến nay khán giả vẫn biết đến hai người phụ nữ ngang đời của họ Quách, song mỗi người lại được anh đối xử theo những cách khác nhau. Hôn nhân dang dở đầy tai tiếng với Lê Phương, Quách Ngọc Ngoan từng có cuộc hôn nhân với Lê Phương, đám cưới của cặp sao diễn ra vào tháng 3, 2012, tuy nhiên cả hai đường ai nấy đi chỉ sau 2 năm gắn bó, dù đã có một con trai chung. Trong thời gian hôn nhân lục đục, Lê Phương nhiều lần lên tiếng tố Quách Ngọc Ngoan bạc bẽo, không chăm sóc vợ con, nợ nần cờ bạc, tham lam vật chất, nên đã cặp kè với Phượng Channel, nữ doanh nhân thành đạt hơn nam diễn viên 9 tuổi. Ông Quách Ngọc Ngoan đồng ý giao con cho bà Phương tiếp tục nuôi dưỡng và ông không cấp dưỡng nuôi con. Lê Phương từng công khai nội dung văn bản thông báo từ phiên tòa hòa giải, chứng minh cho lời nói. Liên quan tới sự việc, Quách Ngọc Ngoan cũng lên tiếng đáp trả, họ Quách tố Lê Phương đòi 1 tỷ đồng để ly hôn. Anh cũng đưa ra những bằng chứng, tin nhắn hăm dọa qua lại sặc mùi đao kiếm của vợ cũ trong thời gian mâu thuẫn. Khép lại cuộc khẩu chiến, Phương Ngoan không muốn nhắc đến nhau, tôi không muốn nhắc đến Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương quả quyết. Hiện tại, mỗi người đã tìm được hạnh phúc mới, Lê Phương hạnh phúc bên chồng trẻ Phạm Trung Kiên, trong khi Quách Ngọc Ngoan cũng tận hưởng tình yêu ngọt ngào bên Phượng Channel. Hiện tại tôi và Phương đều đang hạnh phúc, vậy nên những gì thuộc về quá khứ, hãy để nó là quá khứ, nam diễn viên chia sẻ.
Cuộc tình viên mãn bên nữ đại gia hơn 9 tuổi, khép lại cuộc hôn nhân ồn ào với Lê Phương, Quách Ngọc Ngoan công khai tình yêu với Phượng Channel, đây là doanh nhân giàu có hơn anh 9 tuổi. Cuộc tình đủ lệch đã khiến cả hai chịu không ít điều tiếng, nam diễn viên họ Quách bị mỉa mai ham tiền bỏ vợ con chạy theo tình già. Trong khi Phượng Channel cũng bị chê, mê sắc nên mới cặp kè phi công trẻ. Vượt qua sóng gió, Phượng Ngoan sánh đôi trên mọi cung đường cuộc sống. Hình ảnh cặp tình nhân du hí từ trong đến ngoài nước thường xuyên được Quách Ngọc Ngoan cập nhật. Hiện tại tôi gọi cô ấy là vợ, họ Quách tiết lộ về mối quan hệ với Phượng Channel. Không chỉ bên nhau lúc an yên, Quách Ngọc Ngoan cũng sù lông bảo vệ khi người tình hơn tuổi bị gièm pha. Anh thường xuyên lên tiếng mỗi khi bạn gái bị chê bai từ nhan sắc đến phong cách thời trang. Khi Phượng Channel mặc váy 100 triệu, xong lại bị mỉa mai như hàng chợ, họ Quách chả treo với dư luận váy đẹp người đẹp thế mà chê. Tháng 2 2019, Quách Ngọc Ngoan công khai trạng thái đã đính hôn với người tình hơn tuổi. Gần đây thông tin đám cưới của họ Quách và Phượng Channel được hé lộ gây chú ý. Theo đoạn hội thoại lấp lửng của Vũ Khắc Tiệp và những người bạn thân, hôn lễ của cặp đôi Ngoan Phượng sẽ diễn ra ở xứ người vào tháng 5 2020. Dù chưa biết thực hư, nhưng thông tin hôn lễ của cặp đôi chị em đang trở thành tâm điểm bàn tán.